Hello anh em nhá, hôm nay mình sẽ chia sẻ cái thông số ghìm tâm của cái khẩu AC32 này cho anh em đang sử dụng hệ điều hành iOS hoặc là iPadOS có thể tham khảo anh em nhé. Đó, ở đây mọi người cứ nhặt full scope cho em nhá. Và phụ kiện thì mọi người nên nhặt cho em full phụ kiện như này nhé. Đó, ok chưa? Thì nay sẽ chia sẻ cho mọi người nha. Đây sẽ ghìm demo cho mọi người nhé. Đây là cốp 6 không kéo 100m này. Đó, khẩu này thì nó giật dọc sẽ rất là nhiều, nhưng mà giật ngang của nó thì nó cũng chỉ gọi là hơn khẩu M4 một chút thôi anh em nhé. Giật ngang thì hơn khẩu M4 một chút thôi. Thế nên là anh em bắn cái khẩu này nó sẽ khá là sướng nhá. Anh em mà bắn được M4 rồi thì anh em bắn cái khẩu này nó sẽ rất là ngon anh em nhé. Đó, đam của nó thì rất là to luôn nha. Dòng nó cũng vặn bạc, đam rất là to. Để mà so về độ ngon thì cái con này độ ổn định nó sẽ không ổn định bằng cái khẩu Honey Badger đâu. Anh em mà thích bắn Honey Badger rồi thì qua khẩu này nó sẽ hơi khó kiểm soát nhá. Và anh em mà đang bắn M4 quen thì anh em qua khẩu này thì nó cũng hơi khó kiểm soát hơn một chút so với M4 thôi. Và anh em tập luyện tầm khoảng một tuần thôi là anh em có thể nắm chủ được khẩu này thì bắn nó sẽ rất là bài em nhé. Đó, anh em thấy không? Ok chưa? Khẩu này mới ra thôi nhưng mà em thấy nó cũng khá là ngon nha. Phụ kiện thì anh em cứ nhặt full cho em phụ kiện như này nhé. Ok chưa? Đầu tiên thì sẽ show cho mọi người cái thông số ghìm tâm của nó nhá. Đầu tiên là cốp 6 này thì của nó là 58 anh em nhé. Đó, cốp 6 thông số của nó là 58 nhá. Và ở trong cái start này thì em Hoàng không có chỉnh gì nhé. Đó, ok chưa? Khẩu này thì nó không bị máy thì em Hoàng sẽ không chỉnh nhá. Anh em thích có thể chỉnh nhá. Ok chưa? Thông số ghìm tâm của cốp 6 của em là 58 anh em nhé. Đầu tiên sao show cho mọi người cái độ nhạy đã nhá. Đó, độ nhạy game này. Đó, anh em sẽ tham khảo cho em cái độ nhạy anh em bắn nhá. Đó, ok, anh em tham khảo nhá. 120 này, 104 này, 60 này. 2x là 50 này, 3x đến 6x là 30 này và 8x là 15 nhé, anh em tham khảo nha. Ok chưa? Tiếp theo là ở trong cái phần này nhé. Đó, trong cái phần này, đó anh em có thể tham khảo nha. Đó, ok chưa? Đây là tâm trắng này, tùy chỉnh độ nhạy ống ngắm này, tâm trắng này, chấm đỏ 2x, 3x, 4x, 6x, 8x này. Anh em chụp ảnh ở màn hình này giúp em nhá. Và ở đây em vào đang sử dụng iPad Pro M1 11 anh em nhé. CyberDeck bằng Uconver nha. Ok. Và tiếp theo là 6x của nó là 58 anh em nhé, 58 nhá. Và sẽ thử cho mọi người xem nào. Đó, rất là ngon nhá. Và 6x thu về 3x này, thu về cho mọi người xem nhá. Rồi, ok, vẫn là 58 anh em nhé, tại vì để 30% để chung một cái độ nhạy mà, nên là cái thông số ghìm tâm nó cũng như nhau luôn anh em nhé. Ok chưa? Đó, 3x sấy sướng không anh em. Tiếp theo là 4x anh em nhá. Đó, 4x vào nhận luôn 4x rồi này. Nó cũng là 58 anh nhé, tại vì cái độ nhạy của nó là 30% ấy thì cái độ ghìm tâm của nó sẽ bằng nhau luôn anh em nhá. Ok chưa?